Luộc rau nên mở vung hay đậy vung tưởng đơn giản nhưng nhiều nhà làm sai hết cả. Khi luộc rau nên mở vung hay đậy vung để món rau xanh mướt không bị mất chất. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì trong rau sẽ có chứa một lượng lớn axit hữu cơ, trong đó sẽ có một số loại gây hại cho sức khỏe. Vì vậy, khi mở vung luộc rau thì sẽ giúp cho các hóa chất còn tồn dư sẽ bốc hơi an toàn cho sức khỏe hơn. Chính vì thế, khi mở nắp nồi lúc luộc sẽ giúp loại bỏ chất độc hại cũng như các hóa chất có trong rau. Không những thế, mở nắp khi luộc còn giúp giữ lại lượng magie tự nhiên và chất diệp lục làm cho rau luộc được màu xanh bắt mắt và hấp dẫn hơn. Khi luộc rau, nếu bạn đậy vung thì lượng vitamin cũng như thành phần dưỡng chất của rau sẽ không bị mất đi và đồng thời cũng giữ lại các chất độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng. Bởi vì vậy, với cách luộc rau chuẩn và an toàn cho chúng ta sử dụng chính là chúng ta mở nắp ra khi luộc rau sẽ giúp cho rau bốc hơi. Chất dinh dưỡng có được giữ lại trong rau hay không là phải bắt nguồn từ việc sơ chế và làm sạch rau trước khi chế biến.